Rồi, xin kính chào quý anh chị em nha. Thì bây giờ em sẽ quay một con DC70G cũng khá là đẹp nha. Thì chiếc này giá tiền của nó là 340 nha anh em. Em sẽ thay cho anh em một cặp xích mới luôn. Thì chiếc này số khung đó là 6525 nha. Đây là giá tiền của nó đây. Rồi, để em đảo một vòng quanh cái máy này. Máy này là máy luôn, máy Thái nha. Máy Thái nguyên si còn rất là đẹp luôn. Có con cuốn là anh em dọn ha. Rất là liền lạc luôn á. DC70G đó. Con máy còn quá đẹp. Máy này thì em bao bảo dưỡng toàn bộ máy luôn, miễn phí cho anh em toàn bộ. Đây dàn chân ở đây ha. Máy này có bồng gờ nha, bồng gờ, bồng chứa lúa. Đây là máy hắt nha. Thế máy gờ nha, chỉ có gờ không à. Máy Thái. Chưa vệ sinh cho nên còn hơi bụi xíu nha. Mà ở ngoài nó đẹp lắm. Các cái bấm là gì còn xài rất là bình thường. Để quay cái động cơ cho anh em xem. Thay xích mới cho anh em nha. Riêng con này thì xích mới, tại máy này đẹp quá, anh để xích mới thì cho nó giá trị nó cao hơn luôn. Nhìn nó cứng cái máy nữa. Rồi, xong con này nha. Cảm ơn em rất nhiều luôn đã theo dõi. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.